Đấy. Không được để xe ở dưới đường nhé, nhớ chưa? Đông xin mến chào quý khán giả toàn thể cô bác tiếp tục quay trở lại với video tiếp theo của Đông. Các bác hiện tại Đông đang ở trường trung học cơ sở xã Ngọc Long. Thì các bác được biết là vừa rồi Đông đi chia sẻ cái hoàn cảnh về bốn mẹ con em Mương thì được rất là nhiều cô bác để ý đến. Thì Đông vừa nhận được tiền của bà Điệp ở Mỹ gửi cho 4.850.000 để vào mua hai con xe đạp để cho Tinh và Nhuệ đi học các bác ạ. Thì hôm nay cháu Đông cũng đã mua được hai con xe đạp rồi. Bởi vì là tại sao Đông không đến nhà trao thì hôm nay các cháu đi học ở đây. Đây cháu Nhuệ ở đây. Đây là Nhuệ. Tinh vẫn đang ở trên đất. Nào con chào các ông bà nhé. Dạ cháu chào các ông bà ạ. Thì hôm nay cháu Nông cũng đã mua được hai con xe đạp. Đây rồi các bác ạ. Đây hai con xe đạp để cho cháu Tinh và cháu Nhuệ. Thì hai con xe đạp này cháu Nông mua là con xe định hình này là 2 triệu, còn con đỏ này là 1.800.000. Thì cũng rất là vui rồi. Đây là cũng là một cái động lực để cho hai cháu đi học, để chăm học các bác ạ. Thì hôm nay đến thì cũng tình cờ là gặp Bí Thư ở đây. Bí Thư là làm cái gì nhỉ? Đi thay vợ làm đồ bếp. Làm bếp ở đây à? Thì anh ông cũng tiện là các cháu đi học ở đây thì cháu anh ông sẽ mang xe đến đây để trao cho các cháu. Tí nữa đi học, tan học thì sẽ có xe đạp đi về các bác ạ. Để cháu anh ông sẽ đợi anh hiệu trưởng để xuống để bàn giao xe đạp cho hai cháu. Thì hôm nay thì cũng có anh Bí Thư ở đây để đại diện chứng kiến và hiệu trưởng ở trường này nữa để chứng kiến để trao cái xe đạp để cho các cháu. Lát nữa khi trao xe đạp xong thì các cháu ở đây học thì cháu anh ông sẽ lên trên kia chia sẻ cái nhà tiếp, chia sẻ cái nhà hôm nay ngày mưa xem là cái nhà của bốn mẹ con thế nào. Sẽ chờ anh hiệu trưởng một lát. Có thích không? Thích xe đạp không? Để xem nào, đi đứng ở kia xem nào. Đây là xe của Nhuệ. Hơi cao, tí sẽ hạ cái yên xuống. Đứng chờ thầy hiệu trưởng các bác ạ để đại diện các cháu cũng như đại diện trường để anh ông trao cái xe đạp cho hai cháu. Đây rồi các bác ạ. Vâng, em chào anh. Anh chào chú. Vâng. Thì cũng theo cái chương trình ấy thì trên con đường thiện nguyện ấy thì em cũng đã kêu gọi được giúp hai cháu, thì cũng biết hai cháu là có học ở trường của thầy ở đây, học trường trung học cơ sở ở đây, thì cũng rất là vui là được có một cô Điệp ở bên Mỹ gửi tặng hai cháu mỗi cháu một cái xe đạp. Cũng nhân tiện các cháu học đây thì em cũng đại diện cô ở bên Mỹ để đến trao hai con xe đạp cho hai cháu ở đây để tí nữa tan học về cho các cháu được về luôn. Vâng. Thứ nhất là thay mặt cho ban giám hiệu nhà trường cũng cảm ơn chỗ anh Nông đã kết nối với các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân, các ông bà cô chú anh chị ở khắp mọi miền Tổ quốc đã chia sẻ những mảnh đời còn không được may mắn. Đặc biệt là đối với hai cháu Nhuệ và Tinh cũng đang theo học ở trường trung học cơ sở Ngọc Long, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang. Thay mặt cho ban giám hiệu nhà trường xin chân thành cảm ơn các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân cũng như là các cô ông bà cô chú anh chị, đặc biệt là cô Điệp ở Mỹ đã gửi tặng cho các cháu món quà rất là ý nghĩa. Thì thay mặt nhà trường thì cũng chúc các cô chú, ông bà, anh chị cũng như là mạnh thường quân và các nhà hảo tâm luôn luôn sức khỏe, hạnh phúc và đồng hành với kênh của Anh Đông TV để tiếp nối với các cái mảnh đời
tương tự giống những em như hai em học ở trường trung học cơ sở Hồng Long này. Và qua đây thì cũng muốn gửi lời chúc sức khỏe tới tất cả các ông bà cô chú anh chị luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Xin cảm ơn anh đã kết nối và giúp đỡ nhà trường, gia đình cũng như là hai cháu hiện tại. Ở đây thì nhà trường sẽ cố gắng là giúp đỡ các cháu để hoàn thiện những cái con đường học hành để cho bằng bạn bằng bè. Em cũng cảm ơn anh cũng thay mặt ban giám hiệu nhà trường đến gửi lời đôi lời để đến quý cô chú nhà học tâm. Em cảm ơn, thì em cũng xin phép được tặng hai xe này cho hai cháu, thì cũng mong là hai cháu sẽ luôn luôn cố gắng theo học để chăm học học giỏi. Cũng mong là các thầy cô dắt dìu nâng đỡ các cháu, hai cháu để các cháu học giỏi. Cũng đây là cũng là một cái động lực để cho hai cháu vươn lên. Đây là em mua con xe này là 2 triệu anh ạ. Vâng, 2 triệu xe này là tặng cho Tinh. Nào Tinh ở đây nào. Đấy, đây là xe của Tinh nhá. Được chưa? Tinh biết đi chưa? Dạ cháu biết rồi. Rồi. Nào giữ xe của mình đi. Có muốn nói gì không? Nào Nhuệ vào đây, đây là xe của Nhuệ nhá. Đây đây là con xe của Nhuệ nhá, cho Nhuệ đi học nhá. Dạ. Cố gắng học giỏi nhá. Vâng ạ. Bây giờ cho xuống đi. Cởi cái này ra. Cởi cái Bây giờ như này nhá. Em biết đi xe không? Bạn này biết đi xe không? Biết rồi à? Thế nhưng mà về quà của các cô chú anh chị gửi nhá, thì em về cố gắng giữ gìn cẩn thận nhá. Để còn học mấy năm nữa cơ mà nhá. Đấy thì xe này là rất là tốt đấy. Vâng. Nhìn mới mẻ tốt mà chắc chắn. Vâng. Bơm căng hết rồi, vâng. Chỉ việc đi thôi nhá. Giữ gìn nhá. Nó cởi cái này xong mang cái đồ này đi. Bây giờ là theo em thì bạn này biết đi xe chưa? Nếu chưa mà đi thì có dắt được không? Dắt được à? Để cho tập dần thôi. Thầy sẽ nói với lại cô giáo chủ nhiệm là cho em hai em nghỉ một tiết nhá. Để dắt xe về tập, cùng dắt cái xe này về để cho chú hoàn thiện cái đoạn video, nghe chưa? Bây giờ hai em dắt xuống đi nhỉ. Từ đó. Lấy cái cặp đâu? Cặp sách đâu? Đi lấy cặp về đi, cái này cho vào đây, tí nữa mình mang về có đốt. Có đồ gì, hôm nay có mang ô, mang yếc gì không, mang cho vào đây nhá. Thì cũng rất là vui, có thầy hiệu trưởng, phó hiệu trưởng đấy tạo điều kiện để Anông TV hoàn thiện nhiệm vụ. Đúng rồi. Cái gì cắt được nhỉ? Rồi qua đây thì... ở trong trường có nhiều cái hoàn cảnh nó cũng có nhiều em cũng còn khó khăn, em mong qua kênh của chú là kết nối với các ông bà cô chú anh chị các mạnh thường quân xem là có giúp đỡ gì hơn so với lại các cháu, còn một số cháu nữa. Vâng. Nhà trường rất là mong muốn là làm sao mà kênh của chú ngày càng phát triển. Vâng. Trên con đường thiện nguyện. Vâng. Chúc chú luôn luôn thành công. Vâng, em cảm ơn anh. Vâng. Ở kia xong có kéo không chị nhỉ? Xong đấy nhỉ? Chém... Hả? Vâng, xong. Vâng. Rồi. Thôi cứ cuốn tạm vào đây cho cháu được không? Cuốn tạm vào đây đi. Cuốn tạm vào đây. Cháu. Em cảm ơn. Thì cũng hy vọng là qua đây lại tiếp tục nhận được cái tình thương của các mạnh thường quân trong và ngoài nước đồng hành cùng kênh để giúp các hoàn cảnh còn đang chờ đợi phía trước để các cháu có cái cuộc sống tốt hơn. Chống sức.
tí đi nó bẩn đấy. Đây còn tem mác giá niêm yết. Con này là 1.800.000. Này tí đi mưa nó sệt sệt sệt. Tinh thì bảo biết đi rồi nhưng mà nhẹ bảo là chưa, chắc là phải tập. Ơ, hai đứa đến đâu lâu thế nhỉ? Hả? Vừa đi bảo đi lấy cặp. Đây là 2.000.000 các bác nữa. Con này 2.000.000 thì với cái số tiền mà cô Điệp gửi là 4.850.000 thì số tiền còn dư mua cả cước xe vào đây nữa là hai con này là 3.900.000 thì là còn 985.000 nữa còn dư. Thì với cái số tiền dư đấy thì cháu anh ông cũng xin phép cô Điệp là được đưa vào quỹ để cho các cháu, nếu mà tới này mà các cháu có được các cô các bác giúp thì lại tiếp tục công việc khác. Cái này là xe mới 100% các bác nhé. Để đấy để tí mang đi đốt anh. Đâu thay bảo thay mang cặp đây thì sao nào? Béo này nặng không? Thế nào? Không cho vào giỏ nữa. Nè. Bảo quá. Đấy mấy đứa đi học là có cái gì ở đằng sau nhỉ? Ở nhà chứ. Nào Tinh dắt xe xuống nào. Nhuệ dắt xe xuống nào. À cái yên này cho nó hạ một tí đi để cho
em ấy, cháu chưa đi được. Tham xuống rồi. Rồi, nhẹ dắt xuống đi nào. Chân trống kia. Chân trống kia tinh. Đấy. Rồi, cảm ơn anh nhé. Cảm ơn nhé. Rồi rồi, ok. Tinh đi thế nào, đi xe thế nào? Đạp thế nào, có đi được không? Em gửi thì kéo. Nhuệ có biết đi không? Cầm cho em cái ô với. Không đi mấy nữa khắc quen. Thì cũng rất là vui là thầy phó hiệu trưởng cho hai cháu nghỉ trước một tiết để đi về tập xe đạp để ngày mai có thể sẵn sàng là các cháu sẽ tự mang xe đi học. Có tập ở đây một tí không? Hả? Tập đi à? Ừ, thế tập đi nhá. Nào đi nào. Thật sự là đây cũng là một cái động lực để khuyến khích các cháu đi học các bác ạ, rất là vui rồi. Hả? Ờ. Hôm nay là ngày chợ nên là hơi đông người các bác ạ. Đang mưa nữa. Mưa chợ vùng cao rất là bẩn. Vác đi, vác đi. Đi vào đường chứ. Đạp bên phải trước. Đấy. Rồi. Đạp khỏe lên. Đấy. Đấy, trẻ con thì đi tập xe thì cũng rất là nhanh thôi các bác ạ. Đấy, dắt đi một đoạn thì hiện tại là hai cháu cũng đã đi được rồi. Mẹ mua xe đạp cho hai đứa. Tình nhuệ. Hả? Tình nhuệ. Ây da. Anh xin được hai xe đạp à? Ừ. Ôi dồi. Phúc đức này. Trăm tuổi đấy. Thương đang coi à? Đi xe đứng vào chứ. Vậy là đi còn giỏi hơn rồi kìa. Đi vẫn còn loạng choạng lắm. Đạp lên dốc phải đạp mạnh vào. Đạp mạnh vào mới đi được. Lên dốc đạp mạnh vào. Mấy nữa, một hai buổi nữa là quen thôi.
được. Đấy. Đấy, lên dốc thì lúc nào lên dốc phải đạp mạnh vào thì nó mới qua được dốc. Đạp mạnh vào tinh, lên dốc phải đạp mạnh thì nó mới có đà lên. Cái túi vướng quá. Nào bỏ cái túi ra. Bỏ cái túi ra. Nhẹ nó còn đi hết dốc rồi kìa. Từ từ. Từ nha. Từ từ để bác cuốn cái này vào đó. Nào, 2, 3, xe kìa. Nào. Ôi, ok, cái cặp đứt rồi. Chết, chết rồi. Tí về khâu lại. Plong. Đoạn này là phải dốc rồi, là phải dắt rồi các bác ạ. Hãy cần không làm đó. Ôi rồi lại còn nằm sát ở trong nhà nữa. Cho lên đi, dắt lên đi. Dắt lên trên nhà đi. Có dắt được không? Ôi dồi ôi. Khổ ôi, cái đường này. Đấy, cái đường đi vào nhà đấy của bác ạ. Đấy. Không được để xe ở dưới đường nhé, nhớ chưa? Đoạn này là không được đạp xe nhé, không rơi, không may rơi xuống dưới nhé. Đoạn này là phải dắt nhé. Nhấc lên, nhấc mở cái cửa kia, nhấc đi qua, đi về nhà cất chứ không được để ở đây nhá. Đấy. Nhấc đi qua chỗ đấy để mang vào nhà cất, không được để ở ngoài. Để ngoài là mất trộm. Có lên được không Nguyễn? Đấy, tự dắt cho quen đi, mấy nữa còn đi được. Chị kìa. Cái này, cái chỗ này mai dỡ đi. Cũng đã về đến
nhà của các cháu rồi các bác ạ. Ê, xin chào. Xin chào con gái nhá. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi. Nào đây xem nào. Nữa xem nào. Sợ. Xe này là không được cho ai mượn nhá, nhớ chưa? Là tinh như kẹp mic mà. Đấy, từ giờ là có xe đạp đi học nhá. Đấy, xe đạp mới rồi. Nè. Vai nào. Cho cái rác kia đi vào bếp đốt. Vai nào. Hả? Đấy, có xe đạp mới rồi nhá. Đấy, sướng không? Sướng không? Con gái xinh lắm các bác ạ. Con gái này rất là xinh. Đấy. Nào, xem nào bác, xem nào. Số hồ à? Chưa chặt nên là nó bị xoay này. Nhớ vặn siết chặt lại. Vui chưa? Vui không? Có vui không? Ừ. Đấy, bây giờ phải cả tinh nhuệ nữa nhé, cố gắng chăm học nhá. Bác mua xe đạp cho rồi, ông bà mua xe đạp cho rồi nên là mình phải đi học, không được nghỉ học này. Nhá. Bây giờ là đỡ đi sớm rồi, bây giờ là tầm khoảng 6 giờ đi là kịp rồi, không phải 5 rưỡi nữa nhá. Đấy, bây giờ sáng sớm tầm khoảng 6 giờ 10 phút là từ đây đi học là kịp học rồi nhá. Ừ. Đây là xe của Tinh. Bỏ cái này ra đi. Xe của Tinh vẫn có thể hạ xuống tiếp được mà. Bây giờ phải tháo cái này ra. Tháo cái phản quang này này. Cái định như kiểu đèn hậu ấy. Đấy. Là tối ngủ phải lấy cái gì về che vào nhé, cho mưa nó không dính vào đây thì nó mới không dỉ nhé, nhớ chưa? Lấy từ bóng, lấy ni lông về che vào để cho nó không bị dỉ. Đặc biệt là đi học là không được cho các bạn nghịch xe mình nhá. Thì hôm qua có dặn cái người bán xe cho mình đấy, mua cái khóa cho thì lại gửi cái khóa cho thì lại quên, thì ông sẽ tiếp tục bảo anh ấy, anh gửi hai cái khóa để khóa xe đạp, khi mà đi học thì khóa xe đạp. Hiện tại là hai xe là chưa có khóa đâu các bác ạ. Đấy, hôm qua có dặn rồi nhưng mà cái người bán xe lại quên. Sáng nay chắc là bốc vội để gửi xe, xong là quên mang vào. Tiền của bà Điệp hôm nay là mùng 6 nhỉ? Mùng 6 hôm qua gửi mà, mùng 6 tháng 10. Bà Điệp Mỹ gửi là 4.850.000. Nên thì hôm nay mua hai con xe đạp này là 3.900.000 cả cước rồi các bác ạ. Thì sẽ lấy 4.800.000 mua xe đạp. Mua hai cái bằng 3.900.000 thì sẽ cháu ông sẽ lấy trừ 4.850.000 trừ đi 3.950.000 thì còn 985.000. Thì lại tiếp tục cộng hôm nọ là cái hôm ngày mùng 2 tháng 10 mua nhu yếu phẩm thì bốn mẹ con ở đây còn dư là 2.990.000, cộng ngày mùng 4 tháng 10 là
cô Điệp gửi cho 2.425.000, như thì cháu Đông sẽ cộng hết cả số dư hôm nay và số hôm nọ được các cô các bác gửi trước ấy, cộng vào xem là quỹ của bốn mẹ con ở đây là còn bao nhiêu. Hôm nay thì mưa rất là to các bác ạ, tí sẽ chia sẻ qua cái nhà để cho các cô các bác cùng xem về cái nhà hôm nay mưa sẽ ở bên trong nhà sẽ ra sao. 2.990.000 cộng 2.425.000 cộng 985.000. Còn hiện tại là bốn mẹ con ở đây là cái quỹ là còn 6.400.000. Tiếp đấy thì ông sẽ tiếp tục liên hệ với lại cái người bán xe cho mình để gửi cái khóa vào xem là cái khóa bao nhiêu tiền, thì cháu ông lại tiếp tục trích cái số tiền của bà Điệp để mua hai cái khóa cho hai cháu để đi học, để khóa xe, tránh cho các bạn mang xe của mình đi nghịch để hỏng. Nhớ nhá, là đi là không được đèo người lớn nhé, xe này là không được đèo người lớn này, không được cho người lớn đi này, và cũng không được cho các bạn mượn để đi làm hỏng nhá. Bà thương bà cho chỉ một lần thôi nhá. Rồi bây giờ hai anh em con cũng đã có xe đạp đi học rồi, thì Nhuệ gửi lời cảm ơn bà Điệp đi, nhìn ở kia. Dạ, cháu xin cảm ơn bà Điệp rất nhiều đã yêu thương cháu và anh cháu mua xe đạp cho hai cháu. Cháu xin cảm ơn bà ạ. Cháu sẽ cố gắng chăm ngoan học giỏi và nghe lời mẹ để không phụ lòng ông bà ạ. Cháu chúc ông bà có nhiều sức khỏe ạ. Rồi, giỏi lắm. Cố gắng nhá. Vâng ạ. Có xe rồi, cố gắng nhá. Vâng ạ. Ở đây nào. Rất là thương cô bác ạ. Cháu chào các ông, các bà. Hôm nay anh có mua xe cho hai cháu rồi, có vui không? Dạ vâng ạ, vui ạ. Em thấy em gửi lời cảm ơn bà Điệp ở Mỹ đi. Dạ vâng. Cảm ơn bà cho tiền bốn mẹ con mua xe đạp về cho con cháu, cảm ơn ạ. Cảm ơn bà nhiều. Chúc bà nhiều sức khỏe. Cảm ơn bà. Rồi. Đấy, thế thì là nói với lại mẹ của ba cháu nhé, là xe đấy thì bà ở bên Mỹ, bà Điệp ở bên Mỹ thương thì bà mua cho hai con xe, thì là không được cho ai mượn xe mình nhá. Không được cho mượn, bảo các cháu là đi học là không được cho ai nghịch xe. Đấy, các cô, các bác, cô, các ông bà, hai ông bà thương thì ông bà cho xe mình, nên là mình nên cho các cháu giữ cẩn thận. Không là nếu mà có hỏng thì lại không có đi học nữa, với lại các ông bà không giúp mình lần thứ hai nữa nhá. Dạ, vâng. Đợi hai con à? Dạ vâng ạ. Còn món gì không? Xem nào. Dạ không. Ồ, là thịt lợn vẫn còn. Thịt lợn vẫn còn này. Rồi. Đây là măng. Đấy. Cả nhà chỉ ăn như vậy thôi. Hôm nay mưa có ướt nhà không? Dạ có ạ. Có à? Đấy, những ngày mưa này bốn mẹ con rất là khổ các bác ạ. Sáng nay một trận mưa rất là to. Ôi dồi ôi. Sáng nay nông định lên để xem nhưng mà cũng mưa to quá. Đây này các bác, đây một chậu nước này. Ướt hết cái này này, nó dội từ trên này xuống này. Đấy. Cái này không biết là mấy nữa, mùa đông thì không biết là các cháu sẽ ở như nào các bác ạ. Mùa đông mà kèm mưa nữa, kèm gió lạnh nữa, rét buốt nữa. Với lại cái sàn này thì cũng không được kín, các cái ván bưng xung quanh thì cũng không được kín. Nên là cái mùa đông sắp tới này là có lẽ các cháu sẽ phải là chịu một cái mùa đông rất là lạnh buốt. Thật sự là các cái lỗ, các cái rát giải như này các bác. Đấy, cái này mà gió ở dưới lùa lên thì đúng là thôi rồi. Là thật sự là lạnh. Đấy, cái ngay cái chỗ ngủ ấy,
các cái lỗ như thế kia mà gió đông về thì các cháu phải chịu một cái lạnh thật sự là rất là lạnh. Cũng tháng 9 rồi, cũng dần dần rét dần rồi các bác ạ, tầm khoảng cuối tháng 9, đầu tháng 10 nó sẽ rất là lạnh. Thì cũng tiếp tục, cũng được các bác đã thương yêu thương giúp rồi, lại tiếp tục mong muốn là quý cô chú nhà hảo tâm, các bàn tay nhân ái trong và ngoài nước tiếp tục đặt cái niềm tin ở trên cây cầu An Nông TV, qua cái nhịp cầu An Nông TV để cứu vớt cái mảnh đời bất hạnh của bốn mẹ con ở đây, để sớm có một cái cơ ngơi mà bốn mẹ con mơ ước bấy lâu nay. Ô, cái mic đâu? Ở mic rồi, ăn đi à? Các bác à, thì giờ này lại tiếp tục có mưa rồi. Đấy, mưa, đang mưa. Đấy, cái nhà các bác nhìn các bác cũng biết. Ở trên mái thì có lập nhưng mà vẫn rột vào bên trong nhà. Đấy, nhà thì lúc mưa to phải lấy chậu, lấy xô hứng nước, hứng mưa. Cũng thật sự là một cái hoàn cảnh rất là khó khăn. Hiện tại là đang là màn trời chiếu đất các bác ạ. Ở trên nóc thì có hở, ở trong nhà nhìn thấy trời. Thì lúc mưa gió thì nó sẽ rơi xuống nhà ướt hết. Cameraman tiếp tục chia sẻ cái xung quanh cái nhà để đến các cô các bác một lần nữa đi. Có nhà thì vẫn mái, có tấm lập bình thường, nhưng mà hai bên trái thì là đều là các cái tấm bạt rách che vào. Đấy. Người đây nhìn đây, mưa đây, mưa nó đang rơi xuống đây này, như kiểu ở ngoài trời thôi các bác ạ. Đấy, mưa nhỏ mà nó đã xuống như này, nếu mà có mưa to nữa thì nó sẽ, cái nhà sẽ ướt hết. Gọi là cái túp liều nó sẽ ướt hết. Đấy, như này mà mùa đông lạnh thì thật sự là cũng không biết tả như nào nữa. Sáng nay có một trận mưa có gió không? Mưa không? Dạ, có ạ. Đấy. Cái này gọi là cũng nói thật được bác là chỉ cần có gió mưa và kèm gió đấy thì cái nhà này cũng không biết như nào nữa. Này các bác nhìn, mục hết cái các cái dây lạt rồi. Nếu mà một ngày nào đó mà có mưa to kèm gió lốc đấy thì không biết là bốn mẹ con sẽ ra sao. Đấy, cũng rất là khổ, nhất là mùa đông sắp tới. Trồng để lại trắng tay không còn một cái gì ở trong tay thì cũng không biết là lấy cái gì để dựng một cái cơ ngơi lên để cho ổn ổn một chút. Thì cũng mong là, hy vọng là cũng sẽ tiếp tục được các cô các bác quan tâm hơn nữa đến bốn mẹ con ở đây. Thì hiện tại thì cũng tạm thời là được các ông bà, cô chú, các anh chị cũng đã yêu thương bốn mẹ con ở đây, thì hiện tại là cái quý để mua cơm ăn. Và hai cháu thì cũng đã có xe đạp để đi học rồi. Thì cũng một lần nữa cháu nông xin gửi lời cảm ơn đến quý cô chú nhà hảo tâm cũng đã tin tưởng kênh, cũng đã đồng hành cùng kênh. Thì anh ông mới có cơ hội đứng ở trước ống kính để chia sẻ các cái hoàn cảnh đến quý cô chú nhà hảo tâm để biết đến, để giúp đỡ. Thì hôm nay thì cũng vui là cũng đã có xe đạp cho hai cháu rồi, thì cũng chào hai cháu rồi. Thì có lẽ cái thức phim hôm nay cũng xin được khép lại ở đây. Nếu quý cô bác quý mến anh ông thì cho anh ông xin một like, chia sẻ cái hoàn cảnh bốn mẹ con ở đây rộng khắp đến tất cả các nhà hảo tâm trong và ngoài nước biết đến bốn mẹ con đây, để giúp bốn mẹ con ở đây. Thì cháu anh ông xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại quý cô bác các cái thức phim tiếp theo.